Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2023, công ty cổ phần than vàng danh tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân quý mão năm 2023 tại mức cộng 120 bãi thải nhà máy tuyển vàng danh 2. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo công ty, đồng chí Vương Minh Thu, phó giám đốc công ty đã phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phát lệnh trồng cây. Năm nay, Than Vàng Danh tổ chức trồng trên 700 cây thông mã vĩ trên diện tích hơn 2.200 m vuông góp phần phủ xanh đất chống đổi trọc, hoàn nguyên môi trường. Thông qua hoạt động nhằm kêu gọi người lao động trong công ty trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần vào việc thực hiện chương trình 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cải thiện môi trường sống, môi trường làm việc.